Đây, giày này. Giày này với giày trên kia là một đôi rồi. Đây, nhưng mà khiếp, cái bình rượu, cái bình rượu không biết là kiểu gì này. Ra đây nhìn rất là nhiều rắn nằm ở đây. Ê ơi em ơi, cũng không hiểu tại sao mà ông ấy lao xuống đây được. Mà lại không được chỗ này, cái này mà ngất ở đây thì không ai biết được. Nếu mà nằm ở cái rãnh này mà không may mà ngất ở đây thì đúng là không ai biết, chỉ có đến sáng mới biết thôi. Đây này, đây là cái vết máu. Đâu? Đây á? Cái bát. Máu ở chỗ rắn luôn này. Máu ở rắn luôn đây này. Rắn này nó kéo xuống. Xin kính chào tất cả mọi người. Thì cái ngày hôm trước ấy thì có ông chú mà mình cũng quen thì là bị ngã xe ở khu vực này. Đây là một cái khu vực mà nó ở cái rìa cầu thôi. Đây này, đây là khu vực nó rìa cầu thôi. Đây là một cái hướng mà hôm trước mà bị ngã đây. Có lẽ là buổi tối đi vào khe giữa này xong rồi đến đây là ngã. Ngã xuống đây thì xe nó rơi đổ cành xuống đây cả. Rất là may là chân tay không bị sao, chỉ có mỗi phần mặt mũi thôi. Phần mặt thì hơi bị chảy xước một chút. Đấy, thì xử lý được cái vết thương cũng khá là ổn định rồi. Xử lý cái vết thương cũng khá là ổn định rồi, không vấn đề gì nghiêm trọng. Đấy, nhưng mà cái vấn đề mà mình lo lắng nhất đó là cái vấn đề mà tại sao mà đường đi như thế mà đến đây mà lại bị ở khu vực này. Nó giống như kiểu là có cái gì đấy nó khó giải thích lắm cả nhà. Đấy. Thì ngày hôm trước ấy, thì mình buổi tối ấy, mình không quay được rõ ràng cho mọi người xem thì đến đến ban ngày thì mình quay lại đây. Đây như cả nhà nhìn thấy thì ở đây có một cái bình. Theo như là mình nghĩ đây là một cái bình rượu. Đây nhưng mà không biết là ngâm bao nhiêu con ở đây. Ở đây thì mình nhìn nó khá là nhiều. Đây như cả nhà nhìn thấy này. Một bình khá bé, con rắn cũng khá là bé thôi, nhưng mà rắn cặp long thì khá là nhiều. Một con rắn cặp long này. Con này là con rắn ráo này. Con này là con gì thì mình không biết thôi, nhưng mà cũng khá là bé. Con này rất là bé thôi. Rất là bé. Toàn những con rắn bé thôi. Đây như cả nhà nhìn thấy này. Đây là cặp long. Cặp long cũng khá là nhiều. Một con này thì bé tẹo. Đây là rắn bé, rắn to, giống như kiểu là trước người ta đã đi bắt được con nào là cứ thế này là nhét vào thôi, cũng không để cho nó to. Chỗ này là hai ba con, chỗ này ba con. Đây, ở đây thì mình nhìn thấy con rắn này là giống như kiểu là con rắn hổ mang, con hổ hổ hành. Đây là con hổ hành. Đây là con hổ hành mà mọi người cứ lầm tưởng nó là một con rắn độc, nhưng mà con này thì không độc một tí nào. Con này thì không độc một tí nào mà nó rất là hiền. Ban ngày nó rất là hiền, nó không bao giờ nó cắn. Nó ban đêm thì nó ra nó đi kiếm ăn. Đây là con hổ hành này. Đấy. Còn ở đây thì rắn cặp long. Cặp long khá là nhiều đây. Con này là cặp long cũng khá là lớn, rất là to. Đây cũng là một con cặp long. Đấy. Đấy, nhưng mà cái vấn đề là tối hôm trước thì mình có phát hiện ra có một con rắn nó bị dính máu ở đây. Thì không biết là con rắn nào. Đây này, như cả nhà nhìn thấy này. Đây là con rắn hổ hành mà
có dính một chút máu ở đây. Đấy, nhưng mà cái bình chỗ này thì nó bị vỡ tan rồi, chắc là người ta vứt xuống nó vỡ. Ở đây cũng còn rắn rắn cặp long bé tí, con rắn bé tí luôn. Đấy, còn xung quanh khu vực này rất là may mà anh em mình khi mà ra đây phát hiện ra thì đồ đạc cũng không rơi, không bị mất, chỉ có rơi cái đồng hồ cũng như là rơi cái mũ thì mình đã nhặt về rồi. Nói chung là mọi chuyện cũng khá là may mắn cho chú ấy rồi. Nhưng mà cái vấn đề là mình cứ không phân vân, là không hiểu tại sao là ngã ngay ở khu vực mà có rất là nhiều rắn, sát rắn như thế này, khá là ghê. Liệu có phải là cái vấn đề tâm linh mà như mọi người thường nói là rắn nó gọi xuống đây hay không? Nhưng cái đấy thì mình cũng không dám khẳng định. Ban ngày ra đây thì xem thì để cho mọi người rõ hơn về cái bình rượu rắn này người ta vứt xuống. Và cái quanh khu vực này thì rác rất là nhiều luôn, hầu như là mọi cái rác thải đều vứt ra đây. Đây này, hầu như là mọi cái rác đều vứt ra đây, mảnh sành thủy tinh rồi đều có hết. Cái khu vực này thì khá là nhiều ở dưới gầm cầu này. Gầm cầu đây thì ở dưới gầm cầu đây thì đồ đạc cũng người ta thả bát hương đấy. Nhưng mà vấn đề thả bát hương thì cũng không vấn đề gì, bởi vì là thả xuống sông xuống hồ cho nó mát mẻ đấy là chuyện thường thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề mà bị tai nạn mà gặp ngay ở cái khu vực ở chỗ kia thì là mình cũng hơi ghê ghê. Nói chung là Tết Tư bây giờ thì cũng đã qua rồi. Hôm nay là ngày mùng 6, Tết Tư cũng đã coi như là gần gọi là hết Tết rồi. Thì không biết là mọi người đã đi làm hay chưa, có người đi làm, có người chưa. Nhưng mà quanh khu vực này thì nhìn cũng khá là nhiều cá này cả nhà này. Đấy, quanh khu vực này là mình nhìn cũng khá là nhiều cá. Đấy, nhưng mà cái con sông này là nối liền với khu vực ở trên kia trước khi mình thả lưới đấy. Thế nhưng vào mùa mưa thì mới vào mùa mưa thì mới nước mới lên, lũ nó mới lên. Khi mà lũ xuống thì cá ở trên kia nó đi xuống thì mới có cá. Ấy thì cũng hơi ghê ghê khi đi vào khu vực này, nhìn cái xác rắn này nó ngổn ngang luôn, quá là nhiều xác rắn luôn cả nhà. Đấy, mảnh xanh mình thủy tinh thôi. Ở đây thì cũng không có đồ đạc thì rất là may là không bị rơi quá là nhiều. Ui, đầy quá, nó trơn nó trượt rơi xuống đây hết hơi. Cây thuốc an xoa mà từ xưa các cụ đã sử dụng cũng như là các thầy thuốc đã sử dụng để hỗ trợ các vấn đề liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, gan nhiễm mỡ thì nó có tác dụng là hỗ trợ vấn đề mất ngủ ở những người cao tuổi cũng như là trung niên. Ngoài ra nó còn tác dụng nhuận tràng rất là hiệu quả, rất là nhanh chóng. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình sẽ gửi đến tận tay mọi người nhé.